Hello anh em và chào mừng em đã quay trở lại với channel mình. Mình thấy gì đây và chúng ta sẽ tiếp tục với cái series đó chính là Pest Island 2. Và nếu anh em nào thích cái video này, đừng quên là bỏ lại một like, chia sẻ video giúp mình, comment ý kiến xuống phía dưới video và đăng kênh mình nhé. Nhớ rung chuông để nhận thông báo mới nhất từ kênh của mình. Chúng ta sẽ vào thế nào? Thì ở đây cho nhận thêm một cái bức thư quà từ GM cái kiểu cái gì gì đấy. Mình sẽ nhận thêm được một cái dương khá là ngon ta. Mấy cái này thì chưa nhận được anh em ạ. Cái này nó sẽ là cái này mình chưa nhận được, tôi nghĩ chưa đến được cái mục này nên chưa thể nhận. Chúng ta sẽ vào trong túi nhá để mở thêm mấy cái hòm này ra để xem trong như nào. Dùng luôn sóng nước à, cái này làm gì đây không biết được luôn. Dùng luôn một cái liệt hỏa nhân 20, cái này nữa chúng ta sẽ có thêm một cái đó là cỏ dại, dương đá linh hồn, chắc là để nâng cấp mấy cái con tướng của chúng ta lên, mấy con pet của chúng ta lên. Cho em mở luôn cái này. Ok, cho xem có thêm cái gì đây. Đá linh hồn hệ gió, vật phẩm tiến hóa bậc cao của pet hệ gió này. Oh, hai phết. Rồi, chúng ta đang có những cái này. Mảnh này làm gì đây? Mảnh thần kỳ của ghép skin à? Bánh trứng hình con gà, vật liệu sơ cấp để cường hóa pet. Còn cái bánh trứng con gà nữa chứ. Chúng ta sẽ ra ngoài. Hình như là chúng ta sẽ có vào cái pet này thì phải. Đó, mình có những con pet sau này. Con pet này thì ngon nhất rồi. Mình có con Vidor level B, điều chỉnh đội hình. Hiện tại thì level 10 chúng ta mới mở được 3 con pet anh em ạ. Cho cái đi đến cái khu vực này trước đi ạ. Đến cái round thứ 5 nha. Mình sẽ gặp nhau một con gấu luôn à. Đây con gấu luôn này. Không biết phải đấu với nó hay không đây. Trận 1 mình sẽ đấu với con gấu và mình sẽ tấn công luôn. Nên để con này lên xuất chiến đi. Con này xuất chiến đi anh em ạ. Được không ta? Một phát này. Kết gió 93 đam, khá là khỏe ta. Đây, bây giờ sẽ đổ cái chiêu kết gió rồi. Tấn công luôn. Level 3, con bắt Fools. Mình sẽ có thể bắt được con không? Con này con gấu á. Ta sẽ dùng cái Pokemon để bắt luôn. Vào đi nào. Vào đây nào. Ui, cơ hội chỉ có tỷ lệ là 45% thôi nhá. Cái Pokemon của chúng ta. Nó phá hai quả rồi. Trời, mình còn hết rồi. Ok. Đấy rồi, cuối cùng đã bắt được nó rồi anh em ạ. Cho bắt được một con gấu. Một con pet full. Best full nó là C, 60 máu, 27 công, 56 phòng thủ. Nói chung khá là nhiều quả phát thương phép thuật cả. Ok, mình sẽ chỉnh cái đội hình trước. Tiếp theo độ ải khó nâng cao dần, hãy thường xuyên tăng cấp và cường hóa cho pet. Chúng ta ấn vào đây để nhận cái phần thưởng đúng không? Nhiệm vụ quan trọng. Sau khi hoàn thành, lực chỉ số, lực chiến sẽ được tăng. Ok, chúng ta sẽ nhận cái này trước. Đó, tăng cấp nhân vật lên. Tốt, và chúng ta sẽ kiếm thêm được một ít nữa cho vào trong túi. Ở đây, phần thưởng mỗi ngày ta sẽ nhận thêm được một số thứ nữa này. Cũng đã xong hết rồi. Ở đây có cả farm, các kiểu cơ. Cái này cái gì nhỉ? Cái này là 7 ngày phúc lợi, nhận luôn. Nó cho mình 10 bánh trứng kìa. Phó bản này, nhận luôn 10 bánh trứng, tốt. Quà hot, cái này 233 gem búa vàng 50 tấn. Khi trang bị pet ra trận với vật công cộng 144, có nghĩa là nó sẽ kiểu là đồ ấy, là kiểu đồ ấy. Cái này có vẻ rất là nhiều người Việt Nam chơi thì phải, thế giới này, gần này. Đây mấy người nước nào đây ta, không biết được. Rồi chúng ta sẽ nâng cấp vào pet đi. Chúng ta sẽ tăng cấp cho con pet để được ấy, và có thể cường hóa nó lên. Cường hóa thì panda cộng 1 này. Wow. Panda bây giờ không cường hóa nữa rồi. Thành panda cộng 1 và tăng cấp cho con này luôn nha. Mình sẽ cần cái gì? Cần cái thuốc này. Thuốc nước tăng 100 XP anh em ạ. Level 4 rồi. Hãy tăng cấp nhân vật trước, nhân vật phải được trực tiếp đóng sẽ không tốn thuốc XP, pet không được tăng cấp. Rồi ok, ta đóng cái này đã. Vấn đề là mình cần phải tăng cấp nhân vật thì mình mới có thể là đủ cấp độ để cho nó lên được. Nhân vật mình đâu nhỉ? Đây à? Mình tăng cấp kiểu gì? Đấy khi Bích biết là cây mình sẽ tăng cấp kiểu gì cho mấy con pet của mình đây. Thật sự không hiểu luôn. Cường hóa này. Hiện tại mình không đủ để cường hóa cơ. Tăng cấp. Hãy tăng cấp nhân vật trước. Hiện tại nó level 3 rồi. Ra ngoài đi. Có thể đổi tên anh em. Hay, mình lại đổi tên được mà. Để cho con này là con gì nhỉ? Rùa Kini nhá.
Không biết có phải viết này không ta, cứ viết tạm này đã. Rùa Kini lần này, à đổi tên thì sẽ mất mất ấy nhá. Thôi rồi, ấn Zupedo đi, vẫn để nguyên đấy đi. Mất hình như sẽ mất game đúng không, mất game đúng không, nhưng mà lần đầu tiên sẽ không mất. Ở đây thì cũng không có gì cả, cho cứ đi lên trên này đã. Row 6, đến row 6 đi. Một món quà, một cái thuốc nước này. Chúng ta vẫn vào đây khám phá chứ nhở. Ờ, bây giờ mình sẽ đi đâu đây? Nó còn không cho mình vào đây cơ. À đây rồi, vào trong một cái gì nhở, đây là một cái tàn tích cổ, tìm kiếm luôn. Chúng ta sẽ tìm kiếm và chơi luôn đi. Ok, ở đây thì chúng ta sẽ đi đến đây được. Mở cái này ra và đánh nhau với một con gì đó trong này, một con Lesaurus. Con gì đây? Stanesaurus, một con con này thì không đẹp lắm nhỉ, con này một sừng ta, nó rank B đó. Được, bắt thôi. Nó hệ gì ta, mình không biết nó hệ gì. Mã uy mình chịu, mình không biết. Chắc dùng cái chiêu này làm gì, kết gió khỏe như thế này mà không dùng, bó tay nó xịt kìa. Bí chuyển cấp A lên. Bánh như thế này thì làm sao có thể chơi được. Mình sẽ còn hai quả cầu poke nữa. Bắt nốt con này nào anh em. Vào đi nào. Thế bảo có hàng ngàn con cơ mà đúng không? Có đến hàng ngàn con trong này thì không biết là như thế nào đây. Chúng ta sẽ đợi xem. Đó, Stenosaur, một con khủng long một sừng. Đấy. Rồi chúng ta sẽ xuống dưới này đi. Xuống dưới này à. Ồ, mình đấu nhau với một người quét rác. Người quét rác em ạ. MB đánh xịt rồi. Không biết nó hệ gì. Hệ Fairy, không biết hệ gì ta. Đây rồi, 39. Con này khỏe hơn mà, con này rank A mà anh em. Rank, ui, bị khắc. Bị khắc là sao ta? Tăng công lên à? Mình hệ gì ta? Bàn chân này, nó là hệ tiên, hệ gì đó. Mình không biết là cái hệ khắc nó kiểu gì. Chảm kích. Bị khắc là sao ta? Bị khắc là đánh con này yếu à? Dạng dạng về phải không? Có thể. Nhưng vẫn chết rồi. Giết được rồi, hay. Chúng ta sẽ lên được một số thứ nữa. Đó là gì? Cái này là cái gì đây? Một cái ống sáo à? Cây sáo dùng để làm gì? Nghĩ không ra. Theo mình nghĩ là cây sáo sẽ dùng để cái con này khóc. Thua xong nó mới khóc nhè đấy anh em, có thể thấy không? Chú hai vãi trưởng. Được đấy, mình sẽ đi vào đây nhá. Cái sáo theo mình nghĩ là sẽ để gọi là cho một con đang bị ngủ như kiểu Slowness ra ấy. Trong Pokemon cũng từng đi lấy cái sáo rồi, để biết ngay mà. Đến ngay con có Slowness. Mình đoán rồi. Bên đó có biển báo xem nó là cái gì. Dùng cây sáo đánh thức quái vật, dùng đá trên đường lấp lỗ lớn. Ok, mình sẽ dùng cây sáo. Rồi, chúng ta sẽ đẩy đá để lấp cái lỗ lớn rồi. À, hiểu. Đẩy lên, hiểu rồi. Bên kia có người là ấy đúng không? Nhưng trước hết ta nhặt dương đã. Nhặt vàng đây. Tội gì đúng không? Sao không nhặt là Nico đối đầu với một nhân vật người hầu. Xinh thế. Chúng ta... Ủa, nhân vật ngoài đẹp nhờ. Caterpie à? 58 này. Bị khắc có nghĩa là đánh sẽ yếu ấy. Dạng dạng như vậy. Bàn chân, đối đầu bàn chân thử xem nào. Con này xem như thế nào. Nó tăng công thì phải. 102 chưa? Không bị khắc vẫn khỏe như thường. Panda. Mình gặp cái hệ kia thì mình bị khắc thôi. Con này thì mình có thể đánh được. Khí quyển cực kỳ mạnh, 91 máu. Yes. Tiếp theo là một con mèo, nó hệ bàn chân này. Cần luôn. Thích thì chiến đi. Wow, 77 đam á. Khỏe thích à. 100 bạo kích rồi. Quá ngon luôn. Rất là tốt luôn. Đó, bây giờ chúng ta sẽ đi vào trong này nha. Vào trong cái này và chiến thắng này. Level mình càng cao thì mới có pet mình lên cao được. Ta phải đến đó xem trước. Chúng ta sẽ phải đến đâu? Tiểu thư ta đi trước. Ok, không có bạn đồng hành đấy anh em ạ. Ta đợi người ở chỗ thần thú. Ok, ta đi đâu rồi?
chỗ này sẽ không đi được đâu nhá. Chúng ta sẽ để đi sang bên này. Cái quà gì đấy? Quà nạp lần đầu này, nạp thẻ 900 kim cương, chỉ là 900 kim cương. Một con gì đấy? Wow, một con Firebus đẹp thế. Không biết nạp thẻ thì tốn bao tiền ta? Ý, thẻ 4 đô, 4 đô là 5 đô đi, 5 đô thì tầm khoảng 100k. Thẻ tháng VIP 30 ngày tặng 300 kim cương này. Đó, chỉ một lần 1 đô này. Đấy, còn nó sẽ có rất là nhiều, chỉ một lần 99 đô là 100 đô là 2 triệu đấy. Là sẽ được 6.000 kim cương, tặng 6.000 kim cương luôn. Quà VIP thì sao? Quà VIP, quà tuần VIP mở được 10.000 vàng. Ý, nhiều thế cơ. 200 game này, đây mua một game anh em ạ. Cái này là giúp mình có thể chơi nhanh hơn thôi. Để sau này nếu thấy hay, nếu mà anh em ủng hộ thì mình có thể là nạp vào cái này để có thể chơi anh em xem, nhưng hiện tại thì cứ chơi chay đã. Sang bên này trước. Nào, vào đi. Cho sẽ đấu với ai đây? Mình còn chưa biết sẽ đấu với ai, có một hộp quà ở giữa đường. Bánh trứng nướng à. Mình phải lên level 5 thì mới nâng cấp được anh em ạ. Pet này. Tăng cấp cường hóa, coi tăng cấp được không? Mắc luôn đi. Đó, nó chỉ lên là một cấp thôi anh em ạ. Hiện tại lên là một cấp nha. Cường hóa nó có tăng sao, tiến hóa. À, phải level 12 thì nó mới mở nha. Cái nhân vật của mình là level 12 mới mở được. Rồi mình sẽ lấy cái gì đó nhỉ? Con danh B đấy anh em. Nó có các hệ thì như thế nào nhỉ? mình sẽ nâng cái này lên, tăng cấp cho cái này lên. Đó, tốn khá nhiều đề... Rồi. Còn danh rank B đấy, nó khác không yếu hơn con này đâu. Nhưng mà nó, mình cũng chỉ mở được 2 con thôi. Đội ngũ xuất chiến này. Làm sao mà có thể là chọn nó được đấy. Không gì được luôn đấy. Mình không gì được. Không biết là chỉnh cái đội ngũ như thế nào. Cái này, à đây đây, kéo ở đây được mà. Không kéo là được luôn. Thôi kệ rồi, cứ đánh tạm đội hình này đã. Mình sang bên này nha. Và vào cái đường số 8. Chúng ta gặp nhau với một nhà huấn luyện. Úi gì đẹp trai, Ender. Ồ, nhân vật đẹp nhỉ, nhân vật ở chỗ này đẹp thế. Tấn công luôn. Con này tầm 58 máu thì nó hơi yếu một chút anh em ạ. Rồi mình sẽ đổi sang con Panda của mình nha. Panda đây rồi, yes. Panda khỏe mà, đánh nhau một cái hệ này thì nó không hề yếu đâu. Khí quyển 99 máu, tốt. Mình tăng cái kiếm vũ lên, tăng công cao lên, lên. Ui, hết luôn năng lượng kìa. Kiếm vũ tăng cái quái vậy. Bản thân tăng bao nhiêu bật vật công ấy, và nó duy trì được mấy turn ấy. Tăng tốc, vì vẫn còn kiếm vũ đúng không? Mày nhờ này, ôi chết, thua rồi, chết. Xịt ạ. Cho đai đi, khí quyển, ơ. Khí quái nào nhỉ? Panda đang cộng 1 mà. Này mày chết đi này. Đây này vốn dĩ không có bảo tàng là sao ta? Nó dịch hơi củ chuối đây, người nước ngoài dịch anh em ạ. Không phải Việt Nam, vì đây là game nước ngoài mà. Chắc là game của Nhật nếu gì đấy. À, máy trứng này. 10 lần 9.500. Từ C đến A. Một lần mất 10.000, có cái nào free không? Đến miễn phí còn là 27 nữa. Miễn phí còn 5 lần này. Ok. Chúng ta sẽ cứ đi đã. Nó sẽ mở dần sau nhận thưởng. Runins, chúng ta sẽ tìm kiếm trong này nha. Nó khá dễ hiểu thôi, nó không quá là khó. Cái gì đây? Đá 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 đá, chết tiệt, ở đây có cái gì nhỉ? Máy giỏ. Ở bên vào đây kiểu gì? À đây đây đây, hình như sẽ có đường xuống đây và nó sẽ trồi ra bên này. Chắc là vậy. Ui. Cái quái gì đây? Đá. Khiêu chiến đánh bại hạn chế dưới level 5. Ok, mình sẽ cứ nói chuyện với nó trước nhá. Thầy chiến thuật. Bí kíp chiến lược ở gặp nhiều ấy thế nhở. Được đấy. Có gì đây? Đánh mít rồi em ơi. Mình sẽ sử dụng cái này trước. Một phát đánh này. Mình sẽ tăng đầy rồi. Kiếm vũ lên. Tăng vật công mình lên cho nó khỏe lên. Khí quyển sẽ được đầy bây giờ đây. Và mình sẽ đánh một phát này. 130 mấy dồn đam chờ chết thôi. Tốt. Hình nhân vật ở ngoài đẹp thế. Chúng nhận được một cái tấm bảng. Sách tính năng thì không biết nó là cái gì.
Cái này sẽ dẫn ta đến đâu đây? Ok, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Nhận được một cái dương rồi, tốt, tốt, tốt. Vào đây. Khá là hay ta. Ở trên là hoàn thành tất cả những được 3 sao nhé. Đã dạng như vậy. Hanzo, mình đối đầu với một đấy à. Gì nhỉ? Ninja. Ghê đấy. Phun nước à, con của mình nó không bị khắc rồi, lấy con đấy lên. Bị khắc rồi anh em. Mình sẽ bị đánh cho tím mặt luôn. Búp kiếm vũ trước. Chúng ta có kiếm vũ lên rồi, 4 tơn cơ. Xịt em ơi. Chưa khúy quyển. Siêu mạnh đấy. Sao nó đánh như 2 lần vậy? Hư cậu. Trời ơi, mít kia. Chết rồi. Phải giết con này trước anh em ơi. Tốt. Vuốt nhọn mà mình sắp chết rồi nha. Đánh kiểu gì đây? Một hit này. Ô, nó không chết à? Bó tay nhờ. Đây bây giờ mình chết này. Hàn rồi khỏe thế. Anh trai ra sẽ báo thủ. Ok. Nó khỏe vãi trưởng ra đấy. Ở đây thì mình cũng không thể làm gì được. Mình phải đi hết. Hanzo đã bị thua rồi. Nhìn nó khóc lóc thế anh em. Sao không đưa người đó theo cùng? Tôi rất háo hức xem người cậu nhắm trúng. Nghe khó hiểu ra. Selena dừng tay. Duffy đã mê hoặc các người. Không thể tiếp tục sai lầm nữa sao ta? Con này như kiểu là team Rocket ấy nhỉ? Bóng tối dạng dạng vậy. Savatons. Ui cái gì đây? Wow. Một con chó à? Ghê vậy. Có con đỡ hộ cho con này anh em ạ. Đấy như kiểu phim anime. Ô con Griffin nhỉ? Wow, con chó ba sừng anh em ơi. Đẹp chưa? Cái này như phim anime chẳng khác gì cả. Đấy, chà. Làm gì đây? Ra đi nào. Ôi, con panda của mình mà. Ăn phát bổ vỡ mồm. Ta sấp mặt hư cấu. Anh hùng cứu mỹ nhân à? Yes. Bựa vãi. Đúng rồi, anh hùng cứu mỹ nhân rồi. Nhưng mà sao cái hình này nó hơi bị vỡ ra. Cái đoạn phim không được nét cho lắm nhờ. Có thể mình chơi trên giả lập này. Chắc là vậy. Nó chính là mình chứ còn ai đã đi cùng với. Rồi mình đã cứu nó và mình sẽ mở cái này ra nhá. Có thêm gold này. Rất là tốt luôn. Rồi mình sẽ lên này thôi. Tăng cấp nhân vật. Mở khóa Puzzer và mở khóa phó bản tinh anh. Rất là nhiều thứ. Đấy, còn ở ngoài này mới đẹp này anh em. Fencer. Tìm được la bàn có thể đến ải thăm dò bảo vật tiếp theo. Có vẻ như vậy. Chúng ta phải tìm kiếm này. Máy treo gì đấy. Ấn vào đây. Đi kiếm này. Rồi chúng ta sẽ ấn vào cái này để làm gì. Rồi đi kiếm đây anh em ạ. Chọn map. Rồi cao nhất là ra những cái đá này. Đấy ta kiếm thêm vàng đây. Cái kiểu treo máy ấy, cho nó kiếm ấy. Có cả Pikachu ở đây. Bó tay. Ok thì mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp của cái tựa game. Đó chính là Pest Islands 2. Bye bye.